đang được bay, cách sử dụng và công dụng của nó. Là nó có hai size, size M, size L. Size M là phi size cho dùng cho những người phổ thông, còn size L là cho những người số ký hơi quá thân lớn. Vậy là cả nhà có thể liên hệ với Hoàng Sơn để xem thông tin về cái size ha. Rồi cái trái phải thì thế nào ấy? Dạ, cái đai nẹp này nó dùng cả bên tay trái và tay phải đều được. Trần lực không gian nó 6 chiều rồi. Này 6 sức tay nhật tốt ha. Dạ. Đây mình đau tay phải mình đặt tay phải. Còn nếu mà mình đau tay trái thì bỏ được tay trái. Đeo rồi dán rồi xong đây mũ đeo thì mũ chờ đeo tay phải. Rồi, nhà làm kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng để cả nhà mình tham khảo. Trước tiên mình cố định cái phần bắt tay lại, dán xuống, nắm tay dán xuống, dán vô, dán cố định phần ngược lại. Kéo cầm lên cái nghe cảm giác nó khá là chắc. Dạ. Tùy vào cái lực mạnh yếu mình kéo không mạnh yếu mà nó ôm sát cái phần vào vai. Nâng cái tay lên, khi mình bị chấn thương chập vào vai, cái thanh nẹp nó giữ nâng cái phần vai lên, mình kéo căng dán vô. Xong bỏ xuống, nó có một cái lực nó giữ, nó có lực kéo phụ nè cả nhà, nó giữ phần chắc chắn trong bàn tay này. Thấy nó không mạnh nhưng mà ngoài ra chắc chắn thì đây còn một cái miếng nó cố định cái phần nắp lại, nó không cái phần nắp mình không cho co giãn, nó giảm đầu ra. Nó cứ chạy qua lại nó sợ trượt á ha, chụp trượt cho cái bất ngờ cả nhà, tại vì mình thấy nó mỏng manh này nhưng mà khi mình kéo do thì nó trợ lực rất là tốt cái bảo vai cái chỗ này. Mình đeo thử thì có cảm giác nó kéo căng cái tay mình lên luôn nè. Cái này khá là tốt ha. Rồi cả nhà mình có thể xem thêm các video khác về các dụng cụ hỗ trợ của Bonbon nha. Và đây là đai nẹp mà nâng vai, đai nâng vai dành cho những người bị tổn thương hoặc là bị trật khớp. Bây giờ giả sử chúng ta theo bên tay trái thì sao? Rồi nhờ bạn hỗ trợ thay đổi ha. Bỏ hai qua phần tay trái. Chứ đây là sẽ vẫn dán cố định cái phần bắt tay lại. Đầu tiên là mình siết cái bắp tay, mình sẽ đặt mình siết cái ngực. Và cái thứ ba là mình siết vai, cái khu phần vai. Mình nâng cái bàn tay lên để giúp cái chờ lực kéo dán vô. Mình nâng tay lên ha, nâng để nhé. Dạ, rồi khi mình bỏ xuống thì có cảm giác nó kéo cái tay mình lên, nó nâng cái vai mình lên. Và bên đây là cái miếng cố định, cố định cái phần lực co giãn. Nghe cái cảm giác nó kéo cái tay mình lên gì nè. Cả nhà thấy nó mỏng manh và khá là chắc chắn. Cái này sử dụng lâu dài nó có nóng nực hay? Dạ, cái này là nhựt thiết kế rất là thoáng mát, mình dùng cả ngày không sao hết. Dùng lâu dài là không bị hầm hơi ha? Dạ, không hầm hơi, rất là thoáng mát. Cái này là dành cho những người mà bị tổn thương khi mà cương quát nhiều. Dạ. Còn nếu mà như mình vệ sinh thì sao em? Dạ, cái này mình cứ giặt xà bông bằng tay, xong mình phơi cho mát, xong mình sử dụng nhiều lần. Cả nhà thấy nó rất là gọn nhẹ nè, mình có thể mặc áo khoác vô là không có nhận ra luôn. Dạ. Cả nhà thấy nó rất là mỏng. Lực nó kéo lên, nó kéo cái bài mình lại luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cảm ơn bạn kỹ thuật đã hỗ trợ. Có thêm thông tin đó, thì bà con mình gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên dưới hoặc là vào website ha. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.